Mẹ con này nếu tao bán cho mày mới biết thì đéo nó là còn gì, nhìn nó xịn đến như này, nó là con Trung Quốc. Đấy. Y xịn, đéo cái dòng chữ với lại to hơn, có lắp vào được đéo, lắp được người ta đã đéo bán cho mày. Tao mua thì tao mua về để đây. Để ngay cửa sổ này. Khóa chứ. Đây này, con này là ba con được. Con này là con Thái xịn này. Con này của Thái xịn. À. Con này chạy nếu người bình thường không thể phát hiện được. Con này con Thủy xịn xịn. Này đẹp rồi. Đẹp chứ. Vẫn còn cái gì anh mua. Anh mua là 5 triệu tư một đôi. Con này Thủy xịn xịn này. Như của chú này. Những con này đây này anh bảo mặt đây này anh không thích cái mặt này, này. Mặt này cũng đẹp chứ. Đấy. Tao không thích vì nó diêm dúa. Không cổ. Con này với con của anh con chú là hai con giống hệt nhau. Vâng. Khác nhau mỗi mặt thôi. Từ mỏ neo giống nhau. Đấy, nút giống nhau. Đấy. Dây cũng vậy. Nhưng mà con này hai con này đéo phải xịn. Này hai con này không phải xịn. Con này to hơn chú đeo thì thấy dày. To hơn à? Thấy chưa? Mang đồng hồ thở cả ra mà xem. Dày hơn nhau nhiều. Chú thì trẻ lắm. Không, cái này mở kiểu gì? À, mở giặt à? Đấy. Thấy chưa? Dày hơn không? Dày hơn. Con đấy là con thằng Thái xịn. Xịn đét luôn. Vâng. Máy Citizen. Nhưng con này là địt mẹ hàng Trung Quốc. Hôm trước ông Thành trả tao 3 triệu cho cái này xong bán. À. Nghĩa lấy cho bạn ông thôi. Con này tao mua là hàng là 5 triệu tư một đôi. Tao và con anh Cường còn. Thật ra ông Cường mua được lấy dây, bây giờ dây xịn đâu còn nữa, à. Lấy để bán cho khách, cho những cái thằng 6 triệu. Cần dây đúng không? Này, chắc không bán gì vậy. Con xịn nhất đâu? Này, con xịn nhất kia. To nhỉ? Thế trông, như nó dày hơn không? Trông nó to hơn. Đây này, mẹ như đây thì chú biết thì mẹ nó quảng cáo trên mạng về đây này. Nhìn thấy chưa? Ừ. Thấy chưa? Mình so đây chú nhớ không? Thêm nữa này, chú nhớ này, tất cả thị sĩ không có đít. À. Bảo nó chụp cái đít, hết mà đít vặn là đít phải. Đúng rồi. Đây đi từ chú này. Con này đi vặn. Con này đi vặn. Vậy nên không phải chích nên nói chú. Bốc cái giờ. Vậy là cái dây này nó không có mới, toàn phải bóc đồng hồ ra mới có. Bóc đồng hồ đéo có. Đây đồng hồ vĩnh cửu. Con này, dây con này con này thì con này con zin đét luôn đúng không? Zin đét luôn. Con này là gì? Thấy chưa? Lau phát bóng luôn, đẹp. Nhưng hai con này lau cũng bóng như vậy. Nhưng mà nó không phải xịn, vâng. Nó dày, đeo mà biết ngay mà. Nhưng bán cho anh em nói lại cái đồng hồ, không phải là cái đồ khác. Bán nó bắt phở ăn là bụng, nhìn mẹ đồng hồ đeo vào tay đi, bạn bè nó nhìn. Nó bắt đầu nó tự nhiên ông Thịnh nhìn mẹ làm ăn tiền tỷ, nhìn mấy triệu bạc nó mất uy tín. Ông hiểu không? Đấy. Nhắc quá chạy luôn. Ừ, đang ngon gì, chẳng qua cứ để máy chạy đi. Sai giờ thì máy chạy, đều đang chạy hết đi. Con này đang chạy. Nhưng cái kia là bình thường là anh cắm vào đúng không? Ừ. Cắm vào nó chạy. Mày đấy hết rồi, còn có từng này con này. Xe của anh thì bèo nó là hàng kinh điển đấy. Còn băng này con này, anh bán hết à? Bán rồi, bán bớt vừa rồi bán đi hai con. Ông bán đi một con Long Zin 50 triệu bán cho ông phố đây. À. Rolex này. Con này FC, con này mua 57 triệu. Ui. Đấy, con này, chính con này này. Là không phải xịn đây nhìn, nhưng mà nếu mà chú đâu thì biết được. Đúng rồi, không phân biệt được. Nhưng mà không lắp được mặt vào mặt của chú nhé, thì bẹ mặt nó lại to hơn, dày hơn. Đây nhìn. Trông nó thô hơn. Hai con này giống hệt nhau, hai con xịn này. Thấy chưa? Vâng. Đấy, đây này. Hai con lắp cho nhau được này. Đấy. Nhưng mà con này, hai con này nhìn khác nhau. To hơn, dày hơn. Đít cậy. Đít xoay. Đít xoay. Đấy. Thế chỉ cần hôm tao bảo ông Nguyên thích điện chụp cái đít phát là điệp mẹ đồng hồ anh chị làm cho anh 10 triệu bỏ chạy luôn đúng không? Ừ. À, không biết đéo nó bị lừa mà sáng